Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là trận đấu diễn ra trên sân vận động Olympic Quốc gia tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Thời tiết tại Campuchia vào lúc này là rất nóng nực, vào khoảng hơn 35 độ C. Và trận đấu chúng ta đang theo dõi cũng đang ở một khung giờ thực sự rất khó chịu. Như vậy trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì U22 Philippines là đội ra bóng trước trong trang phục màu xanh, sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay sẽ có hai trận đấu ở khu vực bảng A. Vào lúc 19 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà U22 Campuchia và U22 Timor Leste. Salazar, vẫn là Salazar, lên bóng dành cho cao thủ Philippines. Mặt sân Olympic Phnom Penh rất đẹp. Tốc độ được đẩy cao ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu này. Chắc chắn đây là trận đấu mà U22 Indonesia sẽ hướng tới 3 điểm trọn vẹn. Cụ thể là trong 3 lần đối đầu gần nhất ở cấp độ SEA Games thì U22 Indonesia đã thắng cả 3 trước U22 Philippines. Ở kỳ SEA Games năm 2015 thì Indo thắng Philippines với tỷ số 2-0, đó là kỳ SEA Games 28. Ở SEA Games 29 thì Indonesia tiếp tục thắng Philippines với tỷ số 3-0. Và ở kỳ SEA Games gần nhất, kỳ SEA Games 31 thì Indonesia tiếp tục thắng Philippines với tỷ số là 4-0. Như vậy là sau 3 lần đối đầu gần nhất ở cấp độ SEA Games thì Indo đã thắng cả 3 trận, ghi tổng cộng 9 bàn và không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào khi đối đầu với Philippines. Điều đó cho thấy ngày hôm nay chắc chắn là Indonesia được đánh giá cao hơn, thậm chí cao hơn tương đối nhiều so với đối thủ của mình. Ramani, trung vệ số 5 Ramani chính là đội trưởng của U22 Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay. Trong đó thì trong đội hình cũng có rất nhiều những cái tên đáng chú ý như là Marcelinho Ferdinand và Witan Suleiman. Chắc chắn cái tên Witan Suleiman là cái tên để lại ấn tượng nhiều nhất cho những fan hâm mộ của Việt Nam. Đây là cầu thủ có tốc độ và sức mạnh rất tốt. Cơ hội cho cao thủ Indonesia. Dứt điểm. Và vài người khá hay của thủ thành Julian Bochon. Vừa rồi là tình huống dứt điểm đầu tiên của trận đấu này thuộc về cao thủ Indonesia. Và dứt điểm của tuyến 2 của Witan Suleiman. Thời tiết sẽ là một cản trở rất lớn với tốc độ chơi của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Philippines chính là đội bóng đã sang Campuchia sớm nhất trong số 10 đội bóng tham dự SEA Games này, trừ đội chủ nhà Campuchia thôi. Một sự chuẩn bị rất kỹ càng của thầy trò huấn luyện viên Robert Jemgear. Tiếp tục là phạt góc cho Indonesia. Marcelino Ferdinand là một cầu thủ rất nổi bật trong màu áo của U22 Indonesia. Anh đang chơi cho câu lạc bộ DNC tại giải hạng 2B. Tiếp tục là cầu thủ Indonesia. Tình huống lật bóng của Santosa. Dứt điểm, không vào. Liên tiếp là những tình huống ép sân của cao thủ Indo. Khung thành của Philippines đang bị đặt vào tình thế báo động. Một lần nữa chúng ta xem lại tình huống dứt điểm về tuyến 2 của Witan Suleiman. Hey.
Malaysia đang đẩy đội hình lên rất cao, không cho cao thủ Philippines có thể triển khai bóng. Ba pha bóng của thủ thành Monchon. Đây là tình huống phạt góc đầu tiên của U22 Philippines trong trận đấu này. Quá cao. Tình huống quá cao so với đà băng vào của Afellano. Thời tiết sẽ là một trở ngại rất lớn với lối chơi tốc độ của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Pha kề chân quá nguy hiểm, va chạm liên tiếp vào đầu trận đấu và phạm lỗi của Rafael Tevez. Có lẽ là sau khá nhiều những giải đấu, các cấp đội tuyển của Indonesia dưới thời dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong không có được sự thành công của huấn luyện viên người Hàn Quốc này thì niềm tin của người dân xứ vạn đảo cũng đã mất dần. Và tại SEA Games năm nay thì Liên đoàn bóng đá nước này quyết định đặt niềm tin vào một huấn luyện viên nội. Không kịp rồi. Rất điệu nghệ pha chuyền bóng theo phong cách Rabona. Điều đó cho thấy sự tự tin trong lối chơi của các cầu thủ U22 Philippines. Tiếp tục về câu chuyện những cầu thủ nhập tịch cũng như là Phin Kiều. Trước đây cũng có những cầu thủ rất nổi tiếng trong đội hình của đội tuyển quốc gia Philippines như là Neil Etheridge, Stefan Struck, Rick Hoffman, Rafael Obama và anh em nhà Young Husband nữa. Nhưng ngay cả những thời kỳ được coi là có được lực lượng hùng hậu nhất thì Philippines cũng chưa gặt hái được thành công tại đấu trường Đông Nam Á. Lên bóng cho Indonesia. Không được. Liên tiếp là những tình huống mất bóng của cả hai đội. Suleiman, Schroyer, lợi thế dành cho Indonesia. Nugraha không được, vẫn còn căng thẳng. Tình huống xâm nhập nách trung lộ của Marcelino Ferdinand. Có lẽ trong những cầu thủ đang chơi ở nước ngoài trong đội hình của U22 Indonesia thì Ferdinand là cầu thủ nổi bật nhất. Anh đang chơi cho câu lạc bộ DNG tại giải Ngai Bỉ. Cũng được góp mặt 4 trận đấu và có 1 bàn thắng. Và Marcelino Ferdinand cũng là tuyển thủ quốc gia Indonesia. Anh đã có 29 trận đấu cho đội tuyển quốc gia và có 3 bàn thắng. Điều đó cho thấy là số 7 của Indonesia là một cầu thủ chắc chắn không thể thiếu được trong đội hình của huấn luyện viên Indra Syafi tại SEA Games lần này. Đây là kỳ SEA Games chỉ dành cho những cầu thủ có độ tuổi sinh năm từ năm 2001 đổ về thôi. Tức là ở dưới độ tuổi 22. Và không có sự bổ sung của những cầu thủ quá tuổi. Trong những buổi họp báo gần đây thì ông Siafi cũng đã nói rằng ông không cần quan tâm tới đối thủ của Indonesia ở vòng bán kết là ai cả. Vì muốn vô địch giải đấu này thì ông sẽ phải vượt qua tất cả các đối thủ.
và ông cũng đã có những lời nhận xét không mấy thiện chí về đội tuyển Việt Nam. Ông nói rằng ở khu vực bảng B thì đội tuyển Việt Nam cũng là một đội bóng mạnh vì đây là đương kim vô địch, nhưng đội tuyển của chúng ta cũng phải cẩn thận vì chưa chắc Việt Nam có thể lọt vào tới bán kết. Trong những năm gần đây có thể thấy là Indonesia đã thua Việt Nam khá nhiều ở mọi cấp độ đội tuyển, chính vậy cũng có thể hiểu được lý do mà ông Siafi có những phát biểu như vậy. Một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các thủ U22 Philippines. Và ra vào tương đối dũng cảm của thủ thành Satariari. Tại vòng đấu bảng năm nay ở khu vực bảng A thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu 4 trận, nhưng có 3 trận ở khung giờ rất dễ chịu, đó là khung giờ 19 giờ. Chỉ có duy nhất trận đấu mà U22 Việt Nam đối đầu với U22 Singapore ở vòng 2 là trận đấu diễn ra ở khung giờ 16 giờ thôi. Thời tiết này đương nhiên là các cầu thủ của hai đội rất cần những thời gian để làm mát giữa hiệp. Rất mạnh. Tình ném từ ném biển hiếm thấy của dứt điểm. Bóng đi căng và trúng đích đúng vị trí của Julian Bochon. Và dứt điểm hay của tiền vệ trung tâm Rehan Aliyev. Sút nửa này rất chuẩn mực. Bóng đi căng và trúng đích. Trước khi kỳ SEA Games mới diễn ra thì huấn luyện viên Siafi đã nói rằng cầu thủ trẻ của Indonesia và đó đã có áp lực rất lớn về mặt tâm lý. Đây là cơ hội, lỗi biệt vị rồi. Sanata đã là biệt vị trong pha bóng vừa rồi. Nhưng nếu như không biệt vị thì anh cũng không thể chiến thắng được thủ thành Bochon. Với những cầu thủ được coi là xuất sắc nhất trong đội hình của U22 Philippines kể từ đầu trận đấu, với rất nhiều những tình huống cản phá và bắt bóng ấn tượng. Việt vị rõ ràng của số 9 bên phía U22 Indonesia. Sanata không được, vẫn là một sự tập trung tuyệt đối nơi hàng phòng ngự của Philippines. Trung vệ Noah River đã có tình huống cản phá thành công. Các trung vệ của Philippines đang có khả năng chọn vị trí tốt cho tới lúc này. Đúng là không dễ dàng cho hàng công của Indonesia. Và có lẽ chúng ta sẽ phải chờ sang hiệp thi đấu thứ hai, khi mà thể lực sức bền của Indonesia được phát huy. Đánh đâu? Không được. Dứt điểm vẫn không vào. Rất lung túng và xử lý không tốt của Rehan Aliyev. Lại là một tiếng lung túng nữa của các thủ Indonesia. Có lẽ có lỗi biệt vị không? Tài biên không phất cờ và Chung Saraja không việt vị. Xem lại pha bóng này. Đúng là số 7 bên phía U22 Philippines không việt vị trong pha bóng vừa rồi. Rất may là thủ thành Satariadi bên phía Indonesia đã băng ra kịp thời. Rất thoáng bên phía cánh phải. Fami, Rio Fami. Goal! Lần này thì bàn thắng đã được mở cho U22 Indonesia ở những giây bù giờ đầu tiên của hiệp 1. Người ghi bàn không ai khác chính là Marcelino Ferdinand.
cầu thủ được đánh giá là nổi bật nhất trong đội hình của U22 Indonesia tại giải đấu năm nay. Sau rất nhiều những tiếng dứt điểm thì các cầu thủ trẻ xứ Vạn Đảo đã có được bàn thắng mở tỷ số. Pha đặt lòng cực kỳ gọn gàng của Marcelino Ferdinand. Người kiến tạo đó là cầu thủ hậu vệ phải Rio Fabi. Hướng tấn công bên phía cánh phải đang là hướng tấn công chính của các cầu thủ Indonesia trong hiệp 1 trận đấu này. Pha phối hợp hoàn hảo. Lần này thì thủ thành Julian Bochon bên phía Philippines đã không thể xuất sắc được nữa. Quá hay. Không đơn giản khi Marcelino Ferdinand được chơi tại giải Ngai Bỉ và anh cũng đã được thi đấu 4 trận, góp 1 bàn trong màu áo của Diaz. Như vậy cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của kỳ SEA Games năm nay đó chính là Marcelino Ferdinand. Hiệp 1 sẽ có 2 phút bù giờ. Lỗi của Rafael Tevez. Tevez có thể hình tốt nhưng có thể thấy là anh khá vụng về. Đây là tình huống mà số 9 bên phía Philippines đã để bóng vượt ra khỏi tầm chân của mình. Và anh đã phạm lỗi với Rehan Aliyev bên phía Indonesia. Bàn thắng mang tính chất giải tỏa cho huấn luyện viên Siavi. Đúng mà Marcelino Ferdinand đang di chuyển rất rộng. Cảm tưởng như số 7 của Indonesia có mặt ở khắp nơi trên mặt sân. Santosa. Schreuer. Như vậy là tiếng còi kết thúc hiệp 1 cũng đã vang lên. Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về U22 Indonesia với bàn thắng duy nhất được ghi ở những giây bù giờ đầu tiên. Do công của số 7 Marcelino Ferdinand. Một hiệp thi đấu mà Philippines cũng đã rất nỗ lực ở khâu phòng ngự, nhưng cuối cùng họ cũng đã bị thủng lưới. Và chắc chắn hiệp thi đấu thứ hai sẽ hay hơn rất nhiều khi mà Philippines sẽ không thể phòng ngự được nữa. Trisnanda để nhường chỗ cho Fatu Rahman. Và cầu thủ nổi bật nhất bên phía U22 Indonesia trong hiệp 1 cũng là số 7 Marcelino Ferdinand. Ferdinand cũng là cầu thủ trẻ tuổi nhất đang có mặt trên sân lúc này. Vita Suleiman. Hiệp 2 sẽ là một hiệp thi đấu mà Indonesia sẽ dễ chơi hơn so với hiệp 1, khi mà nền tảng thể lực của Philippines vẫn đang rất tốt và họ lúc đó thì chưa bị thủng lưới. Lúc này thì chắc chắn là Philippines sẽ không thể chơi với một đội hình thấp và co cụm được nữa. Nền tảng thể lực không ổn và khi dâng lên cao để tìm kiếm bàn gỡ sẽ tạo ra rất nhiều khoảng trống để cho các thủ Indonesia có thể khai thác. Vita Suleiman. Tuyến 2. Marcelinho. Goal. Không vào. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai này thì đã có khoảng trống để phòng ngự của U22 Philippines. Và xử lý rất hay của Marcelino Ferdinand, cầu thủ sinh năm 2004. Lúc này thì Ferdinand mới chỉ 19 tuổi và anh đang là cầu thủ trẻ nhất ở trên sân vào lúc này. Aliyev. Susa. Một dứt điểm từ quá xa của trung vệ Santosa. Đó không phải là một pha dứt điểm nguy hiểm. Rất hay.
Krishnada, cầu thủ vừa vào sân trong hiệp thứ hai để thay cho Schroeder. Cơ hội tuyến hai rất thoáng, Marcelinho không được. Dứt điểm là hợp lý rồi, thiếu độ chính xác thôi. Pha nhả bóng về tuyến hai rất vừa tầm của Sananta. Xem lại pha bóng này, hướng mà Marcelinho đã tiếp xúc bóng bằng lòng trong không tốt của số 4 Fatu Rahman. Và bóng bất cần qua phòng ngự Philippines. Sananta đã không thể chiến thắng được hai trung vệ cũng như là thủ thành Bochon bên phía U20 Philippines. Đây là tình huống can thiệp kịp thời của Cominas. Cắt bóng rất nhẹ nhàng, Rio Fabi. Vẫn còn. Phạt đền. Đã có phạt đền cho U22 Indonesia. Một tình huống đẩy người lộ liễu, thiếu xử lý chính xác của trọng tài. Pha bật từ 1-2 trung lộ rất hay. Pha lỗi đó là số 2 Santiago Cominas. Cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Indonesia. Xem lại pha bóng này, đúng là đã có một tiếng đẩy sau. Trong pha bóng rồi chúng ta có thể nhìn thấy sự khôn ngoan đến từ Vita Suleiman, một những cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm ở đấu trường SEA Games. Suleiman đã sang người trước, khiến cho Santiago Cominas đã không thể có lợi thế trong tuyến tranh chấp. Sự thay đổi người bên phía các cầu thủ U20 Philippines. Ocampo số 23 vào sân. Và cả số 10 Chan Priyat nữa, là hai tên được huấn luyện viên Genki tung vào sân. Đội thực hiện tình huống phạt đền này cho các cầu thủ U20 Indonesia chính là đội trưởng Ramahani. Video Ramahani đối đầu với Bochon. Không vào. Dù kết quả trận đấu này như thế nào nữa thì rõ ràng là thủ thành Julia Bochon của Philippines xứng đáng được nhận những lời khen ngợi. Màn thể hiện xuất sắc của thủ thành bên phía các cầu thủ trẻ của U20 Philippines. Và bắt phạt đền tuyệt vời, xứng đáng với tấm bằng đội trưởng. Hai người đội trưởng đối đầu trên chấm đá phạt 11m và đội trưởng của U22 Philippines đã chiến thắng. Chưa có bàn thắng thứ hai cho U22 Indonesia. Đánh đâu? Không được. Sẽ phải đối mặt tới 4 cái bóng áo đỏ. Tốc độ của Vita Suleiman. Suleiman dứt điểm không vào. Nỗ lực đeo bám
của cao thủ Philippines đó là Rubnico Cominas. Cominas chính là người đã khiến các cầu thủ U22 Philippines phải nhận tình huống đá phạt vùng 1m. Và chính anh cũng là người phạm lỗi với Guita Suleiman ở tình huống đó. Bóng vừa rồi thì Suleiman tiếp tục gây ra rất nhiều những sự vất vả cho Cominas. Phạt góc cho Indonesia. Tuyến hai rất thoáng. Không được. Và dứt điểm bằng lòng trong không thành công của Beckham Putra. Trận đấu mà số 9 bên phía Philippines Rafael Tevez chưa để lại những điểm nhận ấn tượng nào cả. Satosa. Căng ngang. Cơ hội rõ ràng để Suleiman có thể nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng lại là một cú tiếp xúc bóng không tốt nữa của các cầu thủ trẻ Indonesia. Trận đấu mà Ferdinand đã chơi cực kỳ năng động, anh có mặt ở khắp điểm nóng trên sân. Rồi thì Ferdinand cũng đã có một đường đưa bóng vào rất đẹp cho Guita Suleiman. Số 8 bên phía Indonesia đã không thể cụ thể hóa đường chuyền rất đẹp đó của người đồng đội. Rất khỏe. Vừa rồi thì Aliyev đã giành lại bóng cho các thủ Indonesia. Guita Suleiman. Phạt bóng rất khéo, vẫn còn Suleiman. Rồi. Việt vị mất rồi, rất đáng tiếc. Tình huống giơ cờ dứt khoát của trợ lý trọng tài. Rất chuẩn xác. Vẫn còn Suleiman. Phối hợp của Rifai và Guita Suleiman. Trận đấu mà hai hậu vệ biên của Indonesia rất chịu khó dâng cao. Cánh phải là Rio Fabi và cánh trái là Arif Rifai. Lúc này thì đèn trên sân đồng Olympic quốc gia đã được bật sáng. Một sự chuẩn bị cho trận đấu vào lúc 19 giờ giữa đội chủ nhà và Timor-Leste. Ali Rifai. Không được. Đó là Santiago Cominas. Dứt điểm vọt xa. Và dứt điểm của tiền vệ trung tâm Real Aliyev. Thì trận đấu giữa Cambodia, Campuchia và Timor Leste diễn ra hôm nay thì trên sân cũng đã rất đông khán giả rồi. Ferdinand. Oh,
là Marcelino, Ferdinand, Johari và đập nhà chính xác. Tỷ số 2-0 cho các cầu thủ Indonesia. Và đập nhà rất hay. Và người ghi bàn đó chính là cầu thủ có sân lên người trong hiệp thứ hai, Ivan Johari. Một kết quả xứng đáng thôi. U22 Indonesia không chấp nhận tỷ số 1-0. Họ nỗ lực tới cùng. Phần thưởng xứng đáng. Xem lại pha bóng này. Phối hợp của hai cầu thủ có sân thay người, Chaufani và Johari. Và sút chìm đánh bại thủ thành Bochon. Tuy nhiên là Julian Bochon không thể xuất sắc mãi được khi hàng phòng thủ thi đấu lỏng lẻo tới như thế này. Ivan Johari nâng tỷ số lên 2-0. Cũng là bàn thắng ở giây bù giờ đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai này. Cả hai bàn thắng của các cầu thủ U22 Indonesia đều đến từ những phút cuối cùng của các hiệp đấu. Rashman, cơ hội, Suleiman không được, vẫn đi tìm bàn thắng thứ ba. Cơ hội Rashman, quá đẹp bắt và bắt được Mivole của Rashman. Bàn thắng đẹp nhất trận đấu này, 3-0. Chỉ trong vòng khoảng 1 phút thôi thì Indonesia đã có 2 bàn thắng để tạo ra một cách biệt lớn trước U22 Philippines. Tinh thần của các cầu thủ trẻ Philippines đã xuống rất thấp sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Johari. Và dứt điểm quá hay, quá đẹp mắt. Không thể chê vào đâu được. Kiến tạo thứ hai của Rio Fabi trong trận đấu này. Một ngày mà hậu vệ phải bên phía U22 Indonesia đã chơi rất hay và năng nổ. Niềm vui của huấn luyện viên Indra Syafri và ban huấn luyện của U22 Indonesia. Muhammad Rafai Fatur Rahman. Thay đổi người mang tính chiến thuật của U22 Indonesia. Komang và Tiran là cầu thủ, hai cầu thủ được tung vào sân. Rehan Aliyev, tiền vệ trung tâm số 6 là cầu thủ rời sân. Chắc chắn 3 điểm thuộc về U22 Indonesia. Tưởng chừng như đây sẽ là một trận đấu mà U22 Philippines có được một kết quả tốt hơn những lần gặp trước đây với đội bóng ở các kỳ SEA Games. Nhưng một lần nữa thì U22 Philippines lại nhận 3 bàn thua và không ghi được một bàn thắng nào vào lưới của U22 Indonesia. Vẫn là Rahman. Tóc không phải, ta xác định là bóng đi hết đường biên dọc trước khi chạm chân của một đội biên trái bên phía U2.